Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Thật ra thì cũng năm nào cũng có phim cả, nên chào lui chào tới mọi năm rồi. Thì năm nay cũng là một cái dự án mở đầu của một cái vũ trụ mới, vũ trụ mỹ nhân. Cũng dàn diễn viên ai cũng đóng những cái vai khác hoàn toàn, và ngay cả phong cách làm phim của Bảo Nhân và Nam Si Tô cũng cố gắng để nó khác đi vũ trụ gái già trước đó. Thì cái điều đầu tiên mà Bảo Nhân và Nam Si Tô cũng như dàn diễn viên ở đây mong muốn đó là những sự ủng hộ của quý vị, và luôn luôn chào đón quý vị, luôn luôn mong muốn quý vị ủng hộ điện ảnh Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn anh Bảo Nhân ạ. Và có một câu hỏi ngay lúc này thì anh Bảo Nhân có nhờ Quang Huy là sẽ đặt câu hỏi cho diễn viên của chúng ta, là biết rằng là đây cũng là lúc mà mọi người được theo dõi trọn vẹn cô gái từ quá khứ, thì không biết là cảm xúc hiện tại của mọi người như thế nào. Huy rất là muốn được lắng nghe những chia sẻ từ Ninh Dương Lan Ngọc ạ. Xin mời Lan Ngọc ạ. Lời nói đầu tiên thì chắc cho em xin phép được cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian tới đây ngày hôm nay và đã thưởng thức trọn vẹn bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ. Thật ra là nếu mà hỏi cảm xúc của Ngọc ngày hôm nay như thế nào thì sau sau 4 tháng những cái sự cố gắng của mình thì ngày hôm nay khi mà được coi ở trên màn hình, và một chuyến hành trình cũng rất là dài 12 năm làm diễn viên của em. Dạ, thì ngày hôm nay khi mà thấy một cái sự thay đổi rất là mới của bản thân mình, thì cái này là tự bản thân em thôi cảm thấy dạ, con tự hào về mình một chút xíu. Dạ, cũng cảm ơn hai anh rất là nhiều. Cảm ơn mẹ Lê Khanh, cảm ơn các chị em dàn diễn viên đã cùng nhau chiến đấu hết mình cho cái dự án này. Cảm ơn. Chắc chắn là lúc này thì Lan Ngọc đang có rất là nhiều những cái cảm xúc khi đã thể hiện, phải nói rằng rất thành công vai diễn này trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Và Quang Huy cũng hy vọng rằng đây cũng là một điểm nhấn, một bước ngoặt rất là lớn trong sự nghiệp của Lan Ngọc, và đặc biệt đó là sẽ nhận được nhiều hơn nữa những cái tình cảm, sự tin yêu, yêu mến từ phía của tất cả quý vị. Chị bình tĩnh chứ, bây giờ mình chia sẻ tiếp được không ạ? Không, thật ra thì em hơi bị nhiều cảm xúc xíu ngày hôm nay, là tại vì thực ra quá vất vả thật sự, chứ không phải là nó chỉ đơn giản là những cái hình ảnh ở trên thước phim mà mọi người coi. Có những lúc mà thật sự là em đã muốn bỏ cuộc, là bởi vì nó gian nan quá. Có những lúc mà em với mẹ Khanh phải ngồi với nhau nói chuyện rất là nhiều, là bởi vì em không có tìm được cái nhân vật này, không biết phải làm sao hết để diễn tả được những cái cảm xúc ở bên trong của mình ra cho tất cả mọi người theo một cái cách diễn khác. Mình cho mọi người không có nói là Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là như thế, vẫn cứ lặp đi lặp lại giống như cái tác phẩm mà trước đây mình đã làm. Ít nhất là ngày hôm nay thôi, em xin phép mình được tự hào về bản thân mình một tí vậy thôi. Xin được cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc. Và Quang Huy cũng muốn được nghe những chia sẻ tiếp theo từ Cathy Nguyễn. Cảm xúc của Cathy như thế nào sau khi được xem trọn vẹn tất cả những gì, sự cố gắng của Cathy cũng như là với tất cả các anh chị em, và đặc biệt là với chị Ninh Dương Lan Ngọc. Đây là một trong những cái điều cũng rất là đặc biệt khi mọi người được thấy Cathy với một màu sắc hoàn toàn mới, rất ác, rất là dữ dội trên màn ảnh. Trước tiên cho em gửi lời chào tới tất cả mọi người khi mà có mặt ở đây ngày hôm nay. Thật ra là mỗi lần mà những cái cảnh của chị nó xuất hiện, em đều bị nổi da gà hết. Em ngồi cái anh Tiền mà em nói là em nổi da gà liên tục, phải không? Em nghĩ cái đó là cái cảm giác mà rất lâu rồi khi mà em xem phim em có thể cảm nhận được. Nên là amazing, amazing, I love you so much. Thật ra thì cái vai diễn của em nó
nó cũng rất là khác biệt, tại vì hai anh đặt đó là ác nữ ngây thơ với khuôn mặt ngây thơ, nhưng mà thật ra là thì em thấy là em chỉ là một người thúc chút xíu để cho Miss Q làm những cái mục tiêu của mình thôi. Nên là thật ra em nghĩ rằng là đây là một cái nhân vật nó rất là đặc biệt, và nhất là cái phần quá khứ nó làm em bất ngờ hoàn toàn so với những gì mà hai anh đã chuẩn bị cũng như là đã plan, và mọi thứ khi mà ghép lại với nhau nó mang lại một cái tác phẩm em nghĩ là rất là ấn tượng, và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cả ekip thật là nhiều trong thời gian sắp tới. Xin được cảm ơn Katie, và xin được tiếp lời Quang Huy, xin phép được mời cô Lê Khanh nào. Xin mời cô có đôi lời chia sẻ cùng với tất cả quý vị cảm xúc ngày hôm nay khi mà được xem, và đặc biệt là như những gì mà tất cả quý vị khán giả cũng được biết thì đây cũng là một trong những cái lần đầu tiên của cô Lê Khanh trong việc đó là hướng dẫn diễn xuất cho hai nữ chính của chúng ta, đó chính là Đinh Như Lan Ngọc và Katie Nguyễn. Thì ngày hôm nay khi thấy những cô học trò của mình thể hiện trên màn ảnh thì cô Lê Khanh cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời cô. Cảm ơn các bạn đã được chứng kiến cái thành quả lao động và cái khát khao làm nghệ thuật vượt qua chính mình mỗi ngày của chúng tôi để dâng hiến, đúng từ là chúng tôi dâng hiến những cái tác phẩm nghệ thuật tiếp theo cho quý vị. Và cá nhân tôi ngày hôm nay thì các bạn có biết không, nó còn căng thẳng hồi hộp còn hơn cả khi mình đóng vai chính, vì chính là cái sự kỳ vọng của tất cả các bạn chứng kiến thấy đấy, một cái dòng phim, một cái thể loại phim nó luôn luôn gây những cái sự bất ngờ, luôn luôn gây tác động rất mạnh vào cảm xúc, và trên thực tế chúng tôi làm việc cũng đúng như thế đấy. Tất sau tất cả như vậy thì hôm nay xin phép trước khi trả lời câu hỏi này không phải cảm ơn thêm một lần nữa cái hai đạo diễn của chúng tôi. Các bạn cũng gây áp lực với chúng tôi ở trên trường quay có đúng như vậy. Và nhưng cuối cùng càng về cuối thì cái sự áp lực ấy nó đã có kết quả. Cái khó nhất trong một bộ phim đó là càng về sau nó càng cuốn, càng hút và nó vỡ òa về mặt cảm xúc. Ở đây thì chúng tôi luôn luôn đấy, Lan Ngọc vừa nói là có những lúc chúng tôi cảm thấy thất bại với chính mình ấy. Đôi khi chúng tôi hiểu, phân tích với nhau hết hiểu, nhưng mà khi lên set quay nó chỉ có một cái thời gian rất là có hạn thôi, làm thế nào để cái hiểu của mình nó kịp bộc lộ. Và bản thân chúng ta trong cuộc sống chúng ta luôn luôn ít nhất tối thiểu chúng ta cũng có hai mặt, lúc thiện lúc ác, chúng ta phải đấu tranh hàng ngày. Vậy thì ở đây cái khó là chúng tôi luôn luôn phải tìm ra những cái uẩn khúc sâu thẳm bên trong thôi thúc, như là chính là vai Cathy đấy, và cái mà chúng ta sẽ vượt qua để chúng ta hướng thiện từng ngày là cái bên ngoài sau những cái thành quả thành công. Nói thật là hôm nay tôi rất là mãn nguyện, tôi hồi hộp cực kỳ theo dõi các con của tôi. Tôi gọi các con từ mấy năm nay rồi và hôm nay có cảm giác như là con đẻ của mình thật sự. Thấy Lan Ngọc và cái Thi đã trưởng thành lên rất rõ ràng. Cái sự trưởng thành này là cái sự khẳng định trước đây. Như các bạn biết đấy, nghề của chúng tôi sau có mỗi một cái sự mà khẳng định thì ngày mai nó lại số không. Và hôm nay tôi tin rằng là càng về cuối các bạn cũng lại đã càng chứng kiến cái sự nỗ lực khó nhất là gây được xúc động. Và hôm nay bản thân tôi là người trong cuộc, tôi rất xúc động. Và tôi xin chúc mừng tất cả, và cả đại gia đình làm nghệ thuật. Chúng ta có thành quả hôm nay, nhưng mà trên hết là phải cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dõi theo chúng tôi, cổ vũ chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn cô Lê Khanh.